Là cảm ơn em. Thì sau khi mà chị em mình làm việc thì chị thấy là một cái bức tranh nó rất là rõ ràng trong cái việc là làm thế nào để cái đội nhóm của mình nó thống nhất, làm thế nào để cho đội nhóm nghe theo mình. Nghĩa là mình sẽ phải là cái vị trí quản lý, vị trí lãnh đạo xứng đáng đó. Thì qua đó chị cũng thấy là khi mình đã có một cái bức tranh tổng thể thì mình sẽ làm được. Thế còn cái cảm giác mà mình không thể thuyết phục được đội nhóm đi theo mình, cái cảm giác mà mình nói người khác đội nhóm không nghe, thì với thang điểm từ 1 đến 10 chị thấy cái cảm giác đó nó biến mất ở khoảng số bao nhiêu? Chị thấy là nó không còn Xóa sạch cái luôn. khoảng cách đó nữa. Ok, rất tuyệt vời.